Cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu bác một chiếc đồng hồ treo tường đến một thương hiệu nổi tiếng là thương hiệu Odo, là dòng ống tay đính chuông sở hữu một cái kích thước lớn, sản xuất vào năm 1960, made in France tại Pháp, và với kích thước lớn với chiều cao là 53,3 cm, bề ngang là 40,5 cm, bề dày là 12,5 cm. Về máy móc thì chiếc đồng hồ này sở hữu bộ máy chính hãng Odo 2 lỗ, hoạt động ngoại lắc chạy tuần lên dây, sử dụng một gông. Và đây em đã có chụp hình phần máy chiếc Odo này cho bác xem. Đây các bác, đây máy chính hãng Odo made in France. Vậy trong quá trình quay thì khó rồi, có thể cho các bác xem phần máy về mà chuẩn bị trước, chụp hình sẵn cho các bác xem. Bây giờ em xin vào phần ngoại thất tổng quan của chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này thì thường các bác sẽ thấy những dòng Odo ống tay đánh chuông size nhỏ, và rất hiếm khi các bác thấy được những chiếc Odo size lớn như thế này. Rất đẹp luôn các bác. Về phần ngoại thất thì chiếc đồng hồ này sở hữu một cái tông màu là sự kết hợp giữa màu nâu vàng và màu nâu sẫm. Đây các bác, phần màu nâu vàng nằm ở viền, nó rất là đẹp, và sự kết hợp này tạo cho chiếc đồng hồ này được một sự sang trọng, giống như là chiếc đồng hồ Odo này được khoác trên mình một bộ áo vest, nhìn khá là thanh lịch nha các bác. Cùng với đó là tông màu gỗ nâu này các bác, tông màu gỗ nâu rất là đẹp luôn các bác. Nhìn tổng thể rất là sang trọng, và cùng với đó là ở hai phần này được trang bị những hoa văn chi tiết lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc, biểu tượng cho sự quyến rũ, rất đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ này thì sở hữu hai mặt kính các bác, và mặt kính trên được trang bị những hoa văn hình ngôi sao, và đây là những hoa văn được vẽ thủ công, trang trí rất là đẹp luôn các bác. Nó làm nổi bật cho phần mặt số này. Và ở phía dưới phần mặt kính để mình thấy quả lắc các bác, được vẽ thủ công một bức tranh, và theo em tìm hiểu là đây là bức tranh vẽ về thành phố Venice của Ý, mệnh danh là thành phố lãng mạn nhất thế giới, là thành phố của những kinh đào. Rất là nghệ thuật các bác, rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ mở cửa kính ra vào phần mặt số các bác xem. Ở đây là một cái phần mặt kính của các bác, đây được vẽ bên trong các bác, rất là đẹp luôn các bác. Và đây đến phần mặt số của chiếc đồng hồ này, phía trên là phần ống tay đánh chuông, đây một cái chuông nó mô phỏng lại nha các bác, rất là hay luôn. Mặt số là mặt số bát giác, được viền vàng, rất là đẹp luôn các bác, nhìn rất là sang trọng. Mặt số thì bao gồm là 12 chữ số học trò đen trên nền xám, ở dưới đây là có dòng chữ made in France các bác, và ở đây cũng được trang bị những cái đường gạch nhỏ hiển thị phút để các bác dễ quan sát. Ở
ở phần lòng trong là được sử dụng nền vàng cát mơ để làm nổi bật lên cái dòng chữ thương hiệu Odo. Bạn phía dưới là quả lắc cũng được tạo hình rất là cầu kỳ các bạn, rất đẹp luôn. Và ở đây là cái chỗ để các bác kim chìa khóa vào đây, chỗ kim chìa khóa các bác. Đây, em sẽ lấy chìa khóa ra cho các bác xem. Đây sang trọng luôn, rất là tiện lợi. Bác để đây chìa khóa ở đây các bác, phía dưới là củ gồng của nó các bác, một gồng. Nguyên lý hoạt động của gồng này là khi mà điểm 30 hoặc là điểm giờ thì ông tay đánh chuông này nó sẽ lực, nó sẽ gõ và phần âm thanh này sẽ phát ra rất là hay luôn. Đây bây giờ em sẽ quay kiên các bạn nghe. Hay nha các bác. Này, thằng đại đây. Đây. Đang gõ. Rất là hay luôn. Và chiếc đồng hồ Odo ông tay đánh chuông size lớn hiếm gặp này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 12 triệu. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay chiếc đồng hồ Odo ông tay đánh chuông size lớn này thì hãy liên hệ ngay với em tới số hotline 0909 255 303 hoặc 0909 555 303. Các bác hãy đến ngay địa chỉ cửa hàng chúng em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp chiếc đồng hồ Odo này. Cảm ơn các bác đã xem video. Quay nhấn nút like và để lại cho mình đăng ký kênh để một kênh em ngày càng phát triển. Bạn có động lực để làm thêm nhiều những clip hay hơn các bác xem. Cảm ơn các bác.